Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bí Quyết Thành Công. Như Bí Quyết Thành Công đã chia sẻ ở video trước về 7 bí mật kinh doanh và làm giàu năm 2020 mà các bạn nhất định phải biết, thì bất kể ai muốn làm giàu phải tìm cách kinh doanh gì hiệu quả nhất, kiếm tiền nhiều nhất, nhanh giàu nhất, có đúng không các bạn? Vậy thì hiện nay, năm 2020, những sản phẩm bán chạy nhất, mặt hàng nào dễ kinh doanh hiệu quả nhất là gì? Thì ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công lại tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn về 7 mô hình kinh doanh nữa. Ngoài ra, thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm những bí mật mà chỉ trong nội bộ ngành nghề kinh doanh mới biết. Thêm nữa, đó là những mô hình kinh doanh đã hết thời và không còn phù hợp hiện nay. Cụ thể thì đó là những ngành nghề nào? Bí Quyết Thành Công xin mời các bạn cùng theo dõi trong phần tiếp theo. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Các bạn ơi, cùng với sự phát triển của các dịch vụ thương mại điện tử thì bất cứ thứ gì chúng ta cũng đều có thể mua được trên mạng, có phải không nào? Bởi vậy mà bán rau qua mạng cũng đã trở thành một trong những ngành nghề kinh doanh hot siêu lợi nhuận đấy. Thế nhưng thực tế thì tại sao người bán rau qua mạng mở ra nhiều mà đóng cửa cũng nhiều không kém? Mở đầu cho video này, Bí Quyết Thành Công xin được chia sẻ với các bạn về mô hình bán rau qua mạng, xu hướng kinh doanh cho tương lai 2021 đến 2022-2025. Bí mật của nghề bán rau này đó là bạn tuyệt đối không nên chọn những khu văn phòng làm việc. Theo như những người ở trong ngành giới thiệu thì các bạn đừng vội cho rằng bán rau qua mạng là thuộc loại hình kinh doanh trên mạng và có móc nối với mô hình kỹ thuật cao nhé. Thực ra, chọn địa điểm mới là điều quan trọng nhất. Địa điểm phải là những khu vực xung quanh chợ rau. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì có 4 lý do như sau. Thứ nhất là khách hàng mua rau qua mạng và ở chợ đều là một, mà thông thường thì chợ rau thường được đặt ở các khu vực lớn, khu vực chung cư nhộn nhịp. Nhân khẩu thường trú ít nhất là phải hơn 20.000. Bởi vậy, lợi ích của việc mở cửa hàng bán rau qua mạng ở các khu vực chợ rau lớn, đó không chỉ là có lượng khách ổn định mà khoảng cách gần thuận tiện cho việc giao hàng, có hiệu quả trong việc giảm trừ chi phí vận chuyển. Lý do thứ hai là do chủng loại đa dạng phong phú, hàng trăm loại rau nên người đầu tư không thể nào chuẩn bị trước hết được. Nên nếu xảy ra tình trạng thiếu hàng thì vẫn có thể nhập hàng từ các cửa hàng gần đó hoặc thị trường rau gần đó để giải quyết nhu cầu cấp bách trước mắt. Thứ ba, đó là phí thuê mặt bằng ở những khu vực gần chợ sẽ thấp hơn nhiều so với những khu vực văn phòng làm việc. Điều này sẽ giúp các bạn giảm thiểu mức vốn đầu tư. Và đối với một cửa hàng, thì phương án kinh doanh hiệu quả bắt buộc xác lập chi tiết khoản phí này trong kế hoạch người khởi nghiệp. Lý do cuối cùng đó chính là khoảng cách sẽ gần với các đối tượng cạnh tranh là các chợ rau thực thể, nên có thể kịp thời tìm hiểu động thái giá bán, giúp bạn có thể chuẩn bị đầy đủ trong việc điều chỉnh giá bán. Ngoài ra, rất nhiều người có thói quen lên mạng thu thập thông tin về giá cả từ những nơi sản xuất. Điều này là hoàn toàn sai, bởi việc tăng hoặc giảm giá rau củ quả thì chủ yếu diễn ra ở mắt xích trung gian. Nơi sản xuất thường là các doanh nghiệp thượng nguồn, chỉ có thể đợi sau khi thị trường cuối cùng điều chỉnh giá xong mới nhận được thông tin. Thường sẽ chậm hơn từ 3 cho đến 5 ngày. Nên nếu ở cạnh chợ rau thì bạn có thể cập nhật được những thông tin mới nhất một cách nhanh nhất. Bận rộn với việc trường, việc cơ quan, nhiều người có thói quen tích trữ quần áo lại rồi đem ra quán giặt khô một lượt, nhất là ở những người thuê trọ ở thành phố lớn. Chính thói quen này đã đem lại một lượng khách hàng lớn, nhu cầu thị trường cao, đồng thời cũng gợi ra một ý tưởng kinh doanh. Mở tiệm giặt là cho những ai chưa biết kinh doanh gì, có phải không các bạn? Đến với mô hình kinh doanh thứ hai Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó là tiệm giặt khô. Hiện nay trong các khu dân cư thì đều có các tiệm giặt khô. Mô hình kinh doanh này có mức vốn đầu tư khá là thấp mà mức độ nhận thức về thị trường cũng tương đối cao. Theo như tìm hiểu của Bí Quyết Thành Công thì tiệm nhỏ lợi nhuận không được cao cho lắm. Nguyên nhân này là do đâu? Bí mật trong nghề này đó chính là việc các bạn chọn khu dân cư theo tiêu chuẩn. Cho dù các bạn mở tiệm ở ngay cạnh khu dân cư thì vẫn phải chú ý điều tra số lượng khách hàng. Theo kinh nghiệm thì dân số thường trú ở khu dân cư mà bạn lựa chọn để đầu tư mô hình kinh doanh này thì sẽ không được thấp hơn 8.000 người các bạn ạ. Nếu không thì tiệm nhỏ này sẽ bị lỗ.
Mấy năm gần đây, nhiều người đi theo phong trào khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp, người người khởi nghiệp. Có người đã đến được đích và tạm thành công, có người đã thất bại một hoặc nhiều lần. Và cũng có người đang dò tìm hướng đi hoặc bắt đầu khởi nghiệp mong muốn rằng sẽ tự mình làm chủ một business nhỏ. Với video ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn về những mô hình kinh doanh để tham khảo. Thêm vào đó, chính là những bí mật ở trong ngành các bạn phải nắm rõ nếu muốn đứng ra tự làm chủ. Vậy tiếp theo sau đây sẽ là mô hình kinh doanh gì? Bí mật ngành nghề đó ra sao? Bí Quyết Thành Công xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đến với mô hình kinh doanh thứ 3 mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó là nhà hàng lẩu tự phục vụ. Đây là một ý tưởng kinh doanh mới hiệu quả cao hiện nay. Cửa hàng lẩu tự phục vụ có mức vốn đầu tư khá là thấp, phù hợp với đại chúng nên trở thành một hạng mục đầu tư hot của nhiều nhà đầu tư lớn và nhỏ. Thế nhưng, không phải tất cả các cửa hàng lẩu tự phục vụ đều có lãi các bạn ạ. Vậy nguyên nhân là do đâu? Bí Quyết Thành Công xin chia sẻ về bí mật trong nghề, đó là các loại nước uống có ga là loại đồ uống duy nhất có trong cửa hàng. Đây là một sách lược kinh doanh uyên thâm để kiếm tiền nhanh, làm cho mô hình trở thành siêu lợi nhuận đấy các bạn ạ. Theo như những người trong ngành tiết lộ, thì lẩu tự phục vụ được thị trường ưa chuộng chủ yếu là do chỉ cần chi tiêu một mức tiền nhất định là có thể ăn uống thỏa thích, có phải không nào? Người đầu tư muốn kiếm tiền thì phải không ngừng nâng cao lưu lượng khách hàng. Nếu lưu lượng khách ít thì hầu như sẽ không có lợi nhuận, thậm chí là lỗ. Khi ăn lẩu thì người ta thường sử dụng các loại rượu hoặc đồ uống kèm theo. Bởi vậy có thể nói là các loại rượu và đồ uống sẽ quyết định người đầu tư có lãi hay là không. Đồ uống có ga sẽ là thứ đồ uống duy nhất có trong cửa hàng này. Vì sao lại vậy? Bởi vì khi ăn các loại thịt bò, thịt dê kết hợp với các loại đồ uống có ga sẽ dễ có cảm giác no. Như vậy thì không chỉ làm giảm chi phí cho cửa hàng mà nó còn nâng cao lưu lượng khách, lợi nhuận tự nhiên cũng sẽ được nâng lên rất cao. Kể từ nhiều năm về trước thì cà phê đột nhiên trở thành một hạng mục kinh doanh nóng bỏng có phải không nào các bạn? Đi đâu chúng ta cũng thấy ít nhất là 1 đến 2 tiệm cà phê. Theo như các nghiên cứu liên quan thì nhiều năm gần đây, kinh doanh cà phê luôn đứng đầu bảng đấy các bạn ạ. Và đây chính là mô hình kinh doanh thứ tư mà Bí Quyết Thành Công muốn nhắc tới, quán cà phê. Quán cà phê mà Bí Quyết Thành Công nhắc đến ở đây chỉ là những nơi chuyên cung cấp cà phê. Ví dụ như là Starbucks, Highland, The Coffee Hall. Mặc dù đầu tư cà phê rất là hot, nhưng hầu hết các quán cà phê lại không kiếm được tiền các bạn ạ. Nguyên nhân này là do đâu? Tại sao lại có nghịch lý này? Bí mật trong ngành để biến quán cà phê thành mô hình kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay đó chính là ở các khu vực thương mại các bạn ạ. Đây chính là sự lựa chọn đầu tiên vì thoát ly khỏi những khu thương mại ra thì rất khó để kiếm tiền. Nhiều người trong ngành chỉ ra rằng nhân tố kiếm tiền quan trọng nhất của việc kinh doanh cà phê đó chính là lưu lượng khách hàng. Mở quán kinh doanh quán cà phê có mức lợi nhuận lãi cao nhưng mọi người uống cà phê thường có một thói quen đó là coi quán cà phê là nơi nghỉ ngơi, giải trí. Họ uống một cốc cà phê có khi mất cả buổi chiều. Uống cà phê không quan trọng, điều quan trọng đó là để nghỉ ngơi các bạn ạ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân mà nhiều quán cà phê không kiếm được tiền. Để tránh được hiện tượng này thì người đầu tư tốt nhất nên chọn các khu thương mại tập trung nhiều văn phòng làm việc cao cấp để làm địa chỉ kinh doanh quán cà phê một cách hợp lý. Lý do thứ nhất là những văn phòng làm việc cao cấp chủ yếu là các công ty doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nhân viên văn phòng thường bị ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây, có thói quen uống cà phê vào buổi sáng nên nguồn khách sẽ được bảo đảm. Lý do thứ hai là vì họ phải làm việc nên tuyệt đối sẽ không ngồi lại trong quán cà phê quá lâu nên lưu lượng khách được đảm bảo. Lý do thứ ba là cho dù có người đàm phán thương mại thì thời gian cũng sẽ không quá lâu. Thực phẩm luôn là chủ đề hấp dẫn, tạo cảm hứng cho người khởi nghiệp kinh doanh có thể nghĩ ra ý tưởng mới. Do vậy, không khó để người kinh doanh có nhiều ý tưởng cho việc kinh doanh thực phẩm ăn uống như là mở nhà hàng, buôn bán thực phẩm tươi sống, trồng rau sạch, mở cửa hàng tiện lợi, quầy hàng đồ ăn nhanh, vân vân. Đặc biệt, có một hình thức kinh doanh không mới nhưng đang được nhiều người thực hiện, đó là kinh doanh thực phẩm chế biến đồ sẵn. Hình thức kinh doanh này đang dần được phát triển trong cuộc sống xã hội trong những năm gần đây. Bởi trong cuộc sống bộn bề, mọi người dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên việc chừa thời gian chuẩn bị bữa ăn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc chọn lựa những thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp mọi người vừa tiết kiệm được thời gian, công sức, giá thành rẻ rất tiện lợi. Và đến với mô hình kinh doanh thứ 5 mà Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là
bán đồ ăn sẵn. Hiện nay, việc kinh doanh trong các khu dân cư đang rất hot. Có một số người đầu tư nhắm vào việc kinh doanh đồ ăn sẵn trong các khu dân cư, tức là các loại thức ăn đã được rửa sạch, cắt thái, tẩm ướp gia vị. Khách hàng chỉ cần mua về là sẵn sàng nấu. Trông thì rất tiện lợi mà nhu cầu lại cao thế, nhưng lại không có ai gây dựng được lâu dài. Rất ít người có thể trụ được sau một năm. Tại sao kinh doanh đồ ăn sẵn có nhu cầu cao nhưng chưa chắc đã kinh doanh tốt? Bí mật ở đây là rất khó tạo dựng thói quen tiêu dùng các bạn ạ. Thị trường này thực tế trông rất rộng lớn, nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh. Thi thoảng nấu nướng còn có thể sắp xếp được, nhưng ngày nào cũng nấu nướng lại là một nhiệm vụ tương đối khó khăn, nhất là những gia đình trẻ không sống cùng người lớn tuổi. Thức ăn sẵn quả đúng là một phương án không tồi để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng tuyệt đối không được để có nhu cầu trở thành niềm tin sáng nghiệp các bạn ạ. Tại sao bí quyết thành công lại nói như vậy? Vấn đề chính là ở việc mua đồ mà mắt xích gia công. Mua bán thì không thể ngày nào cũng mua được thực phẩm tốt nhất. Gia công phát huy không ổn định sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Cộng thêm việc bảo quản và việc vận chuyển đều sẽ làm giảm vị ngon của thức ăn. Do vậy, sự ổn định về mặt khách hàng sẽ tương đối kém. Nếu sử dụng những thiết bị cắt thái tự động thì giá thành tương đối cao, kéo theo chi phí tăng lên sẽ không có lợi. Vấn đề gốc rễ nữa là do thói quen của người tiêu dùng. Đại đa số người tiêu dùng không quen với các đồ trong thức ăn sẵn mà cũng không phải là thiết yếu, bởi vậy việc tạo dựng thói quen rất khó để duy trì. Cùng với việc phổ cập của Zalo, Facebook và các giao dịch thanh toán trực tuyến thì ngày càng có nhiều người sử dụng chúng để kinh doanh với chi phí tương đối thấp. Và thu nhập đến chục triệu qua Zalo hay Facebook được nhiều người biết đến. Thế nhưng trên thực tế, những hình thức kinh doanh này có thực sự dễ dàng như vậy không? Đến với mô hình kinh doanh thứ 6, đó là kinh doanh qua mạng xã hội như là Zalo, Facebook. Bí mật của nghề kinh doanh online này đó là mở thì dễ mà bắt tay vào làm mới khó. Việc làm giàu từ buôn bán bằng sản phẩm kinh doanh gì hiệu quả nhất hiện nay trên mạng online còn phải xem năng lực của người thực hiện nữa. Nếu bạn không chịu cập nhật sản phẩm mẫu mã thì sẽ không có người mua. Theo như tiết lộ của nhiều người trong ngành kinh doanh qua mạng xã hội mở thì họ chia sẻ rằng kinh doanh thì dễ dàng nhưng làm lại khó. Kinh doanh qua mạng thường kinh doanh buôn bán với những người quen biết. Bạn bè vừa ý một mẫu sản phẩm nào đó liền inbox hoặc comment là muốn mua. Không trả tiền trước nên bạn phải tự mình bỏ tiền ra đặt cọc. Cứ như vậy, đến khi lấy được hàng, họ lại nói là không muốn mua nữa. Như vậy sẽ rất là phiền phức. Ngoài ra, tốc độ update cập nhật mới trên mạng xã hội lại vô cùng nhanh. Nếu người kinh doanh không thường xuyên cập nhật thông tin mới thì sẽ dễ bị bỏ lỡ nhiều cơ hội quảng bá. Nhưng nếu như update thường xuyên quá sẽ khiến bạn bè cảm thấy phiền phức, rất dễ bị spam. Mãi mới gây dựng được cửa hàng lại bị khách hàng spam thì đồng nghĩa với việc công toi có phải không các bạn? Bởi vậy, việc lựa chọn mặt hàng bán thật sự rất quan trọng. Tốt nhất nên lựa chọn những hàng hóa khó mua để kinh doanh các bạn ạ. Nước ta cũng đang trong giai đoạn phát triển, mở cửa thị trường và đầu tư. Từ đó, việc ngày càng nhiều loại hình dịch vụ nổi lên đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của khách hàng cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng các bạn có tin rằng một mô hình dịch vụ kinh doanh gắn liền với chiếc smartphone thân yêu của các bạn lại có thể thu về những khoản doanh thu mơ ước đối với rất nhiều người không? Đó chính là dịch vụ dán màn hình, kinh doanh phụ kiện điện thoại. Nhiều năm gần đây thì cách kinh doanh nhỏ ít vốn hiệu quả thì mô hình dán màn hình điện thoại đang là một chủ đề hot. Bởi không chỉ trình độ kỹ thuật yêu cầu thấp mà thu nhập lại còn cao các bạn ạ. Câu chuyện thu nhập bình quân hàng tháng trên chục triệu của người kinh doanh dán màn hình điện thoại đang được truyền bá khắp nơi. Nhưng sự thật có đúng là như vậy không? Bí mật của nghề dán màn hình chính là lợi nhuận cao nhưng cạnh tranh lớn các bạn ạ. Theo như thông tin tiết lộ từ người chuyên kinh doanh điện thoại chia sẻ với bí quyết thành công, thì việc dán màn hình thu nhập bình quân một tháng trên chục triệu là không thiết thực. Mặc dù màn hình bảo vệ là phụ kiện điện thoại với tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao, nhưng sự việc lại không hề đơn giản như vậy. Thứ nhất, nếu như lợi nhuận thực sự cao như vậy, thì những người kinh doanh đã tự làm và tuyệt đối không để cơ hội kinh doanh truyền bá ra bên ngoài rồi phải không nào? Thứ hai là do sự cạnh tranh thị trường khá là khốc liệt nên nhiều cửa hàng bán điện thoại sẵn sàng cung cấp dịch vụ dán màn hình miễn phí. Những người thực hiện mô hình kinh doanh nhỏ lẻ kiểu này sẽ cần cung cấp chế độ phục vụ hiệu quả thì khách hàng mới tăng cao được.
Thứ ba là con đường nhập nguồn hàng phụ kiện điện thoại hay vật liệu dán của những người làm dịch vụ dán màn hình tư nhân, thường là từ thị trường cấp 2, 3, bởi vậy mà lợi nhuận không được cao, thấp hơn những quầy chuyên trách khoảng một nửa. Cuối cùng là điều thứ tư, đó là kỹ thuật yêu cầu không cao. Hiện nay, trên mạng cũng có giao bán rất nhiều các thiết bị hỗ trợ việc dán màn hình. Mà nói thật với các bạn là việc sử dụng những thiết bị hỗ trợ này thì đến trẻ con cũng có thể làm được. Bởi vậy mà những gì người ta đồn đoán rằng việc dán màn hình điện thoại thu nhập hàng tháng trên chục triệu chỉ là một truyền thuyết làm giàu mà thôi. Vâng, vậy là Bí Quyết Thành Công đã chia sẻ với các bạn về 7 mô hình kinh doanh tiếp theo nếu các bạn muốn tham khảo và tìm hiểu những bí mật về kinh doanh và làm giàu. Không biết các bạn đã lựa chọn cho mình những mô hình kinh doanh phù hợp chưa? Và thông qua đó thì các bạn sẽ nắm được những yếu tố cơ bản để có thể kinh doanh làm sao có lợi nhuận nhanh nhất và hiệu quả nhất, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra trong tương lai. Giờ thì Bí Quyết Thành Công phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn nút like để ủng hộ Bí Quyết Thành Công tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Và nếu được thì các bạn có thể chia sẻ video hữu ích này đến với nhiều người hơn nữa nha. Ngoài ra thì nếu có ý kiến đóng góp nào thì các bạn có thể để lại ở dưới phần bình luận cho chúng tôi cùng biết.